kiên già. Cái bài này tại sao tôi cũng muốn giảng bài này là bởi vì nó có một cái lợi, đó là mình giảng một bài thì nó được tới hai bài, đã bài già và bài không già. Vậy đó, rồi cho tôi xin bài bài già đi, nó có cái lợi. Trên nguyên lý tôi thấy được khóa rồi, tôi thấy một bài được hai, nhưng mà nó một một được hai. Tôi nhớ anh già đó là biến lắm, anh là biến kinh khủng. Cái áo mặc dơ dục đó, chén ăn dơ dục đó, không có biết rửa, thì bà má mới nói chắc là mày phải lấy vợ nó lo cho mày, chứ tao đâu có sống đời nó lo cho mày ha. Có vợ có con mà mày già, lúc mày già có người lo. Thì nó nói vợ cũng được, má kêu lấy vợ thì con cũng chịu, má kêu có con mà con cũng chịu, nhưng mà thôi má kiếm con nhỏ nào nó có con sẵn á, chứ còn con cũng ngán quá. Trời ơi. Lấy vợ là má lấy giùm, mà má lựa nhỏ nào có con sẵn. Nếu đó là biết mình như thế đây, mình giải được một bài cũng được hai bài, bài qua get one free, mua một tặng một. Rồi tiếp theo là bài kinh già. Dạ rồi, cảm ơn. Cái câu thứ nhất á, cái câu thứ nhất là kinh xuất achara xà thủ vật gì tốt không, không kinh già trước chứ ha? Kinh già trước chứ, cái kinh già này, kinh già này trước, giới là tốt đến già. Cái này về kinh này cũng không có gì khó, bà con có thể hình dung được. Bởi vì các vị nhớ đó, là trong kinh ấy, trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng giới luật đó nó chính là cái nhan sắc của tỳ kheo. Giới luật là cái nhan sắc tỳ kheo. Nghĩa là sao? Có nghĩa là cái da thịt của mình càng lớn ấy, thì nó càng là nhăn nheo xồ xề chảy xệ ha, khó nhìn sẫm màu rồi bị đổi màu ha. Càng lớn thì bao nhiêu cái nhan sắc cũng đi theo thời gian mà nó lìa bỏ chúng ta. Ngày nào ánh mắt đó thu ba mà cù câu, bây giờ thì nó kèm nhẹm, nó lên nuốt rồi nó đổ ghèn là mờ thấy đường, rồi cái mũi đó, mái tóc đó, cái vầng trán đó, bờ môi đó, cái chiếc cằm đó, càng già nó càng và nó nhìn hết muốn nhìn ra không, hết muốn nhìn. Nhưng mà trong khi đó thì cái đời sống của một cái người có giới hạnh nó thì lại khác. Cái chỗ này các vị cho tôi xin mở ngoặc nói nhỏ xíu trong nội bộ rồi tôi nói lớn nó kỳ nha.
đó là hồi trẻ đó thì phải nói ông linh mục ông ngon hơn ông tu sĩ Phật giáo, vì sao? Hầu hết thôi chứ tôi không nói tất cả, nhưng hầu hết, vì tất cả các linh mục chỉ riêng 6 năm ở trong trường dòng đó là đủ để họ trở thành một người trí thức rồi, họ có một cái gọi là well educated, họ được đào tạo rất là bài bản, chỉ riêng 6 năm trong đường dòng thì chưa kể là họ có những cái học vị bằng cấp đời, ví dụ như họ là tiến sĩ văn chương hay là kỹ sư hóa học vân vân thì chưa kể. Cho nên hồi thời tuổi trẻ là phải nói linh mục ông nào cũng tuyệt vời hết, phải nói so với tu sĩ Phật giáo thì linh mục bài bản hơn, được đào tạo căn cơ hơn. Nhưng có một điều là nếu ở đây tôi đang nói trường hợp đặc biệt nha, là nếu một tu sĩ Phật giáo có bằng cấp hay không có bằng cấp, nhưng mà nếu mà có cái lòng tu hành đàng hoàng, không phải là cái thứ mà giá áo túi cơm nha, mà chuyên tâm học đạo và hành đạo sống đạo, thì 50 năm sau trong cái một linh mục thì hồi trẻ thì ngon lành thiệt đó, nhưng mà cái đời sống tinh thần của một linh mục tôi e rằng khó mà bằng được một tu sĩ Phật giáo thứ thiệt. Ở đây cái chữ thứ thiệt này tôi phải gạch dưới mà viết bằng mực đỏ nha, chứ còn tào lao thì tôi không có dám nói tới, mà tôi nói thứ thiệt á. Là vì sao? Là vì càng về lớn tuổi đó thì phải nói cái đời sống của vị linh mục nó giống như người đời vậy thôi. À, tức là họ trẻ đúng được ăn học đàng hoàng, nhưng mà nó giống như một trí thức thế tục vậy đó, chứ cái đời sống tâm linh của vị linh mục rất là khó mà hơn được, rất khó bằng, chứ đừng có nói là hơn, rất khó mà hơn bằng được một tu sĩ Phật giáo. Cho nên khi mà về già nó mình nhìn một cái vị linh mục mà lớn tuổi nó nản lắm. Trong khi đó bên đạo đó, nếu mà bên bên là đạo Phật của mình á, một vị tu sĩ mà có giới có định có tuệ đó á, mà càng lớn tuổi đó mình nhìn mình tiếp cận một vị hòa thượng đó, mình thấy ở đó một cái sự tinh anh, một cái sự sắc sảo, một cái sự tinh tường, một sự tinh tường. Trong khi đó ở bên bên thiền chúa là khác, cái đời sống tinh thần của vị linh mục rất là nghèo. Đời sống tâm linh thì đúng hơn, chúng tôi xài chữ tâm linh đó, đời sống tâm linh thì nghèo lắm. Đời sống tinh thần tôi nhận là một trí thức thì có đó thì có, nhưng mà nếu nó là đời sống tâm linh ấy, thì rất là khó mà bằng được một tu sĩ Phật giáo. Ở đây tôi không có ý bài xích, nhưng mà tôi chỉ muốn mượn cái hình ảnh đó, tôi muốn nói là tôi mới giải thích cái câu gọi là tại sao giới đó, là đẹp tới già là ở chỗ đó đó, giới là già là tới đẹp tới già là chỗ đó, có nghĩa là một vị linh mục vẫn có thể uống rượu, một vị linh mục vẫn có thể ăn tiết canh nấu sống, một vị linh mục vẫn có thể sát sanh, một vị linh mục vẫn có thể đi câu cá, một vị linh mục vẫn có thể có những cái trò du hí thế tục, miễn là đừng có quá đáng và đừng để con chim nó bắt gặp, ví dụ như vậy. Nhưng mà một tu sĩ Phật giáo thì ở đây tôi đang nói với vị chân tu thứ thiệt nha, tôi đang nói thứ thiệt thì những cái gì này là coi như không có rồi. Còn đối với một vị linh mục mình đàng hoàng bậc nhất, thậm chí là những vị những cha mà phụ tá cho Đức Giáo Hoàng ở Vatican thì họ vẫn có quyền uống rượu, họ vẫn có quyền cầm tay vuốt tóc phụ nữ vô tư vô tội, nhưng mà những cái đó thấy nó không có gì, nhưng mà những cái đó nó có cái ảnh hưởng rất là lớn cho cái đời sống tâm linh. Ừ. Nó không có cái sự mà kềm chế, nó không có sự tự chủ, nó không có cái sự chừng mực, mặc dù không không có gì quá đáng quá trớn quá lố nha, nhưng mà phải nói là những cái đó thấy nó nhỏ nhưng nó không nhỏ đâu, thấy nó nhỏ chứ nó không nhỏ, nó có ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của đương sự rất là nhiều nè. Cho nên một vị tỳ kheo thật sự là chân tu thì rất là khả kính, phải nói như vậy. Và như đây là một trường hợp cho chúng ta thấy rằng giới là nó không có tuổi, mà thậm chí nó càng già đó thì nó càng có giá. Cho nên ở đời này nó có hai con người, nó có hai bây giờ theo tôi biết đó, thì linh mục về già họ về hưu. Linh mục có về già là họ phải hưu hết, hưu ở đây có nghĩa là họ có những cái nhà già của giáo hội đưa họ về đó sống, họ vẫn tiếp tục sống bằng cái trợ cấp của giáo hội, theo tôi được biết như vậy. Và tôi còn được biết một chuyện nữa, đó là hiện nay giáo dân Cơ Đốc tại Hoa Kỳ, giáo dân Việt Nam đó, họ có lập ra một cái họ một cái quỹ để hỗ trợ các linh mục lớn tuổi tại Việt Nam đang trải qua những cái ngày tháng rất là khốn khó cuối đời. Và tôi có được xem những cái thước phim quay các linh mục mà ở trong cái nhà già nhà hưu dưỡng dành cho các cha đó,
thì tôi nhìn tôi xuống tinh thần dữ lắm, tôi nản dữ lắm, là bởi vì các cha đó là coi như là không có đủ được cái đời sống chánh niệm của những cái tu sĩ Phật giáo, phải nói như vậy. Cho nên hồi trẻ thì các cha đúng là người trí thức đúng, nhưng khi về già thì các cha phải trở lại với cái hình hài thật sự của một ông già trí thức, có nghĩa là khá lắm thì không có giành giật, không có đấu đá với nhau từng miếng ăn, từng cái ly nước đúng, nhưng mà phải nói đó là nhìn nó thảm lắm. Mà ai mà biết được, có coi những cái thước phim mà của SVN hoặc chiếu SVN bên Mỹ thì cũng bị chết thảm lắm. Thì trong linh mục người già là hưu, họ về hưu, họ có, dĩ nhiên chúng ta phải biết hưu nó có hai, hưu ở nước nghèo đó thì cái tiền trợ cấp nó rất là hạn chế, còn hưu ở nước giàu đó thì nó rất là sung túc. Chẳng hạn như chúng ta biết một vị hồng y người Đức cách đây mới có 2 năm thôi, ông bị tòa thánh cách chức, là không xin lỗi, phải hồng y mà là một vị tổng giám mục ở bên Đức á, ông bị tòa thánh cách chức là bởi vì dư luận của Đức đó, họ đang ồn ào cái chuyện là ông đã sử dụng cái tiền công quỹ của nhà thờ đó một cách rất là xa hoa. Chỉ riêng cái nhà cầu của ông không hết mấy chục ngàn euro, cái phòng ngủ của ông là mấy trăm ngàn euro, và ông coi như nó là ông sống quá sung sướng đi. Chứ còn đúng ra thì cái lương hưu của một cái vị linh mục Âu Mỹ đó thì nó cũng tương đương với lương hưu của một cái công chức ở một thế gian, là họ sẽ đủ để họ sống thoải mái, theo tôi được biết là như vậy. Và chúng ta biết linh mục là có hai, linh mục triều và linh mục dân. Linh mục triều á là những vị có thể có bằng cấp đại học, rồi đi dạy học, rồi đi làm riêng bên ngoài chỗ này chỗ kia, đó là linh mục triều, những vị nó giàu có sung sướng lắm. Còn linh mục dòng đó là những vị, chẳng hạn như cái dòng Jesus, là cái dòng chẳng hạn nhiều dòng lắm, trong đó có hai dòng Jesus, là họ suốt đời khi mà trong cái ngày mà khấn hứa để mà thụ phong linh mục đó, họ phải chấp nhận một đời đó là sống khó nghèo, một đời đó là sống không có tình cảm nam nữ, và chọn một, đó là một là khó nghèo, hai là tinh khiết, và ba là tuân phục. Đó là ba là nguyện một linh mục dòng đó. Khó nghèo, rồi thanh khiết và tuân phục. Tuân phục có nghĩa là thánh kinh nói gì họ theo như vậy, tòa thánh nói gì họ theo như vậy, cha về trên nói gì họ theo như vậy. Thì đây là ba cái lời nguyện, ba cái lời khấn hứa một linh mục dòng trong cái ngày mà tụ phong linh mục đó. Họ nghèo thật sự, nhưng mà về đời sống tinh thần rất là về đời sống tâm linh của họ đó, thì nhìn thì đẹp thiệt nhưng mà họ không bằng tu sĩ Phật giáo. Đây là ba lời nguyện một linh mục đó. Linh mục dòng á, còn linh mục triều thì các vị thấy những linh mục mà sống sung sướng thì mình phải hiểu ngầm đó là linh mục triều, còn linh mục dòng là như vậy đó, khó nghèo, thanh khiết là không có nam nữ, và tuân phục có nghĩa là không có hai lòng như mình. Còn bên Phật giáo mình vui lắm, Phật giáo mình thấy là một đó là một vị tu sĩ chỉ biết kinh điển tam tạng thầy tổ, nhưng cũng có những vị tự nhiên cái là rẽ hướng đi một con đường riêng để làm tổ sư. Chứ theo tôi biết thì bên Cơ Đốc giáo tuyệt đối và tuyệt đối không hề có chuyện đó. Còn bên mình thì có, bên mình thì có trường hợp giỏi quá, nổi tiếng quá, đệ tử đông quá, nó tách ra làm tổ sư riêng dòng trời cho nó vui. Khác ok, thì cái thứ nhất chúng ta đi lạc đề xa lắm rồi. Cái thứ nhất đó là giới đó, là nó tốt tới già là như vậy. Và chúng tôi có một chuyện tôi muốn thưa ở đây là trong đời là nó có hai hạng người. Hạng thứ nhất là sống lâu thành đồ cổ, và hạng thứ hai lâu là sống lâu thành đồ cũ. Hai cái này khác nhau, các vị có phân biệt được hai cái này không? Sống lâu thành đồ cũ và sống lâu thành đồ cổ. Đồ cổ là các vị biết rồi, cứ thêm 5 tháng cho nó thì cái giá nó càng tăng, còn mà cái đồ cũ á, mà cộng thêm 5 tháng á, thì liệm càng lẹ, nào tốt thì đó. Đó, cho nên cái người sống, chúng ta cứ tâm niệm thế này, sống như thế nào mà tôi trở thành đồ cổ chứ không phải là đồ cũ. Đời sống mà có đức tin, có trí tuệ, có giới hạnh, có đạo văn thì càng lâu á, thì chẳng hạn như người ta càng dài càng cay đó. Chẳng hạn như mình gặp các cái vị Sayadaw của Miến Điện, có nhiều vị bây giờ phải đi xa lăng, nhưng mà phải nhìn nhận đó, họ chính là những bộ tự điển sống
Và chính là những tủ kinh biết đi, tuy họ ngồi yên một chỗ như vậy nó tay chân xê nhúc nhích xê dịch khó khăn đúng, nhưng mà đó mình hãy yên tâm lên là ba cái vụ mà tăng chi tinh ưng tiểu bộ trường bộ trung bộ đó mà mình bị kẹt nó lại kiều kiều hỏi nhẹ là ngày quăng cho mình cái tiếng đồng hồ thoải mái vô tư hả. Trong giai đó mình sợ nhất là sống cho lâu bơ sữa vào cho nó mập cái thay hả, mà hỏi cái Phật pháp thì âm a âm ớ chỉ xài có hai cái nguyên âm u và a thôi, u a thì kẹt. Cho nên đấy, nó ở đây chúng ta thấy ở đời nó có hai cái hạng người, hạng thứ nhất là sống lâu thành độ cũ, và thứ hai là sống lâu thành độ cổ. Những cái người mà có cái đời sống tâm linh mà nó ngon lành đấy, trong đây gọi là giới đó, thì họ sống lâu thành độ cổ. Mà đồ cổ là cái đồ mà nó cần nó khoái khía cạnh thời gian, còn đồ cũ là nó e ngại, nó e sợ thời gian. Như vậy đó. Rồi cái trường hợp cái câu thứ hai đó là cái bản Pali đó thì không kêu tốt trường cửu, bản Pali kêu là cái thứ nhất là kinh xuất gia và cà ra xà thủ, cái gì mà tới già nó vẫn còn tốt. Thứ hai là kinh xuất xa thuốc và tích thích tăng. Cái chữ này liếc vô thì cái từ không khó mà cái nghĩa là khó, có nghĩa là tích thích táo đây là sự có mặt hay là sự tồn tại hay là sự sống, thì sống như thế nào được gọi là sống tốt. Cái câu thứ hai dịch là sống như thế nào gọi là sống tốt, mà tích thích táo là an trụ existing. Sống như thế nào là sống tốt, thì ở hôm nay Đức Phật giải thích là sống có niềm tin đó là sống tốt. Mình phải có cái niềm tin, mà tin vào cái gì? Tin vào cái điều thiện. Chứ còn tin chuyện tào lao đó làm chi, thế nhưng mình tin là có tin có ông Tư và Tám, tin có thần nước lạnh, thần nước sôi gì đó, cái đó cũng là niềm tin. Nhưng mà không có niềm tin nào bằng cái niềm tin vào cái điều thiện hết. Và tôi cũng xin bà con lưu ý một chuyện, Phật pháp không phải là tác phẩm của chư Phật, không phải, mà Phật pháp ba của chư Phật ba đời mười phương chỉ là những nguyên tắc thiên nhiên của vũ trụ trời đất, và chư Phật chỉ là những người phát hiện thôi. Cho nên khi mình nói yêu điều thiện làm ơn, đừng có nghĩ rằng là mình phải trở thành Phật tử, mình phải quy y, mình phải có pháp danh, mình phải có sư phụ, mình phải có bổn sư, mình phải có đạo tràng tới lui, không phải cần. Không nói nghĩ người là chết rồi nha, chết. Mà yêu điều thiện ở đây có nghĩa là mình thích cái điều lành, ngán cái điều dữ. Điều thiện đây là làm cái gì, nói cái gì, nghĩ cái gì mà không hại mình, không hại người. Và nếu có đời sau kiếp khác thì những cái điều mình nói, mình làm, mình suy nghĩ đó, nó chỉ để là những cái dư chấn, những dư hậu tốt mà thôi. Thì trong mình nó được gọi là điều thiện. Tôi nhắc lại, điều thiện là cái điều mà có lợi cho mình, cho người, cho chúng sinh khác, không hại mình, không hại người, không hại chúng sinh khác, thì điều đó được gọi là điều thiện. Nói năm nay là vậy. Còn nếu nói là chuyên môn, điều thiện là cái gì mà nó được tác động bởi cái tâm thiện, cũng công việc đó, nhưng mà nó có trường hợp nó được tác động bởi thiện tâm, cái lúc nó được tác động bởi cái ác tâm. Ví dụ như mỉm cười, mình gặp mình kêu mình mỉm cười, mình chào. Có trường hợp mình chào là vì thật sự lúc đó mình chào bằng từ tâm, bằng cái lòng thương mến thật sự. Nhưng cũng có lúc mình mỉm cười, cười điểu, cười xạo, cười diễn. Cho nên nó là cũng cái nụ cười, nhưng mà có khi cái nụ cười đó được thực hiện bằng thiện tâm hay là bằng ác tâm. Cho nên ngay cả một cái thời giảng của tu sĩ cũng vậy, có những buổi giảng được thực hiện bằng thiện tâm, bằng lòng lành, bằng thiện chí. Nhưng có những buổi giảng nó có cái ý đồ, có cái dụng ý, có cái hậu ý bên trong đó. Ngay cả một thời giảng nó cũng có cả hai trường hợp nha. Cho nên ở đây cái đời sống tốt đẹp là đời sống có niềm tin, mà tin cái gì? Tin vào điều thiện. Thì trong đây ví dụ giống như là Đức Phật có những người cư sĩ mà được Đức Phật khen là đệ nhất tính tâm, đó là ông Hatthalavaka hoặc là ông Chittagapati. Đây là hai vị đệ nhất, ngày hôm nay mới nhắc đến hai vị đệ nhất cư sĩ của Đức Phật. Và nhiều lắm tăng ni nam nữ cư sĩ là Đức Phật có những vị có những đức tin rất là tốt. Chẳng hạn như có một cái bà
ngài có một bà đệ nhất cư sĩ, bà là bà đệ nhất cư sĩ, và bữa nay tôi rất là xấu hổ khi tôi quên tên của bà, nó chết rồi chứ ai mà nhắc tôi biết liền, ai mà nhắc tên tôi nhớ liền. Nói vậy nghe cũng mừng thừa. Bây giờ các vị để cho tôi 100 cái tên là tôi sẽ chọn đúng cái tên của bà liền, 100 cái tên ấy mà tôi liếc dùng cái biệt tên bà liền. Thì có một cái đêm đó, bà no way, không phải cái bà này là cái bà, cái này nói ra xấu hổ nha, Visakha với các cô độc á, là chứ nói sao là chỉ biết bố thí thôi, chỉ còn nếu mà nói về mặt tinh thần á, nếu mà so với những vị kia đó thì kém lắm. Visakha và các cô độc rất là kém, nếu mà nói cho nên cho tới nơi thì trốn đó. Là hai vị này rất là kém, kém này có nghĩa là tắt tu đồ hồn cho vui vậy thôi, chứ còn thật ra hai vị này đó là nặng về bố thí, nặng về niềm tin thôi, chứ còn phải nói là trí tuệ thiền định là không có bằng. No cũng không phải, không phải, nhắc đúng thì biết liền. No Subhavasa không phải, của chúng ta ra là pháp sư cư sĩ của bà là trí tuệ nhiều, không phải, nhắc đúng thì biết liền. Tại sao tôi không nhớ là bởi vì hiếm lắm, hiếm có trong kinh, hiếm có cơ hội nào nhắc tới bà lắm. Thì tôi chỉ kể bắt tắt về bà là có cái đêm đó bà đang tụng kinh mà tụng ở đây không như mình, bữa nay tôi sẵn tôi giảng luôn cái vụ này, không phải nhắc đúng thì được liền. Làm ơn vậy cái có gì đâu, chạy vô trong tăng chi bộ kinh á, tăng chi bộ kinh mà cái phẩm đầu tiên là phẩm người, phẩm đệ nhất á, phẩm đệ nhất trong tăng chi bộ pháp một chi á, tức là e bát tắc găng phích cu viên má sa bát ca năng má a ban nha năng này các tỷ kheo trong đệ tử của ta đệ nhất về trí tuệ là ai, trong các đệ tử trí tuệ của ta đó thì đệ nhất là ai, rồi trong đệ tử của ta đệ nhất rồi trong các đệ tử nhiều thần thông của ta đó thì đệ nhất là ai, trong cái tăng chi bộ mà có phẩm đệ nhất, phẩm người tối thắng, đúng rồi, phẩm người tối thắng chứ không, người tối thắng tiếng Pali gọi là y tát đắc giác quắc giác đấy. Thì bà đọc kinh làm sao, bà đọc kinh, đọc kinh là bà đọc tới đâu thì bà hiểu tới đó. Thì cái đêm đó bà đọc cái bài kinh Parayana Sutta là kinh đến bờ kia đó, cái kinh này trong tiểu bộ, bài kinh này được xem là những bài, một trong những bài kinh mà căn bản cho thiền quán Vipassana của Phật giáo Nam Tông ấy, Parayana. Bởi vì cái bài kinh này được giải thích ra thành nguyên một bộ Nít Đề Sát rất là lớn. Thì lúc bà đang đọc bài kinh này thì bà thấy, bà nhìn lên mà thấy có cái ánh sáng, và ở trong cái quần sáng có một gương mặt rất là đẹp. Thì bà mới hỏi vị nào đây. Tôi đọc bản Pali thì tôi còn nhớ chỗ là bà xài cái chữ Phát Tán khác, Phát ra một khác, tức là cái vị nào mà có gương mặt đẹp như vậy. Thì cái vị nó mới trả lời là tôi là Thiên Vương Tỳ Sa Môn Vissavana, tạo âm là Tỳ Sa Môn. Tôi có công chuyện phải đi ngang đây thì tôi nghe về nghe sư tỷ, trong đó kêu chữ Phát Kỳ Ni đấy là sư tỷ ha, Phát Kỳ Ni là sư tỷ. Tôi nghe sư tỷ đang tụng kinh thì tôi ngừng lại tôi nghe, và tôi muốn tặng cho sư tỷ một món quà, đó là sáng nay ngày sẽ là Phát Thần Hội Quyền Liên sẽ dẫn 500 vị tỳ kheo đi ngang cái làng này, và chỉ đi ngang thôi chứ không có dừng chân ở đây. Nhưng mà nếu mà sư tỷ mà cho người ra đầu làng mà đón rồi mời các vị về cúng dường thì tôi nghĩ sư tỷ vui lắm, thì đó là món quà tôi muốn tặng sư tỷ. Ông nói rồi ông đi, ông đi, ông là một ông tứ đại thiên vương mà ông đi. Thì lúc đó bà trong kinh nó bà giàu lắm, bà mới chuẩn bị thức ăn cho 500 người ha, cho năm vị trăm năm vị tăng. Sau này bà mới cho người đi ra ngoài đậu làng đó, thì đúng buổi sáng sớm đó là ngày sau Phát Thần Quyền Liên dắt 500 vị thì kêu đi ngang, và chỉ đi ngang thôi. Thì khi mà có người ra thỉnh như vậy đó thì các vị đi vào, thì phải tôi đọc cái đó mà hôm nay tôi kể lại cho các vị nghe.
Dạ rồi, nếu tôi nhớ không lầm là Nakula Mata, đúng rồi, nếu tôi nhớ không lầm là Nakula Mata, phải 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 nếu tôi không lầm là Nakula Mata. Nếu tôi nhớ không lầm là nó cũng là mặt ta. Đúng rồi, nếu tôi nhớ không lầm là nó cũng là mặt ta. Thì buổi sáng hôm đó, bây giờ tôi kể lại cũng mình thấy thích, mình hình dung ra một cái hình ảnh quá đẹp, ngâm trong vị đi cao và được hướng dẫn hai vị chí thượng tinh văn, hai vị đệ nhất cao đồ đi ngang cũng làm đó và không dừng lại. Mà khi có người ra mời đó, khi có người ra mời đó, thì các vị mới là đi vào. Thì khi ngồi xuống như vậy thì ngài sẽ phát ngã hỏi là vì sao mà bà biết có chúng tôi đi ngang mà bà mời đúng lúc như vậy. Thì bà mới nói là thưa tôn giả, bà mới kể là đêm nay lúc con đang tụng kinh thì tứ thiên vương cho con biết như vậy đó. Thì ngài sẽ là phát ngài khen, ngài nói là thật hiếu hữu thai, thật là vi diệu thai. Khi mà một người cư sĩ như bà mà có thể tiếp xúc trực tiếp với chư thiên như vậy, với một vị thiên vương luôn, đại thần lực như vậy, thì bà nói là thưa tôn giả chưa đâu, còn có chuyện đặc biệt nữa, đó là chính Thế Tôn đã xác nhận con là vị A-la-hán đã đoạn trừ năm cái hạ phần kiết sử, sau cái đời sống này thì con sẽ không có trở lưu dục giới nữa. Thì ngài sẽ phát nói thật là hy hữu, thật là vi diệu, khi mà cư sĩ, khi mà bà là một người cư sĩ mà bà chứng tam quả như vậy thì bà chứng bệnh này chưa đâu còn nữa, con có thể chứng nhập tứ thiền một cách tự tại dễ dàng không khó khăn. Rồi ngài nói ngài sẽ là phát tiền theo bà cũng bằng một câu như vậy thì cũng là chưa đâu, ngài còn chuyện nữa, con không hề có cái sự phân biệt cúng dường đây là vị tỷ kheo phá giới hay là đây là vị tỷ kheo thánh nhân trong sạch, khi cúng dường con không có phân biệt như vậy. Đặc biệt như vậy đó. Đặc biệt như vậy. Thì bà kể một loạt những cái điều đặc biệt và chính Đức Thế Tôn đã xác nhận bà là một người cư sĩ cao văn, bà có thể thuyết giảng chánh pháp cho người khác một cách lưu loát, không có bị khó khăn, không có bị gián đoạn. Thì tất cả buổi sáng đó và sau cùng chúng ta biết rằng bà không phải kiêu ngạo đâu, bà những điều đó là trình bày với ngài tôn giả Xá Lợi Phất và ngài Phổ Hiền Liên, mà chúng ta không phải là kiêu ngạo đâu, và đây là cái thế giới của các bậc thánh, chúng ta không thể nào mà dùng cái phàm tâm nếu mà đo lường, chúng ta nghĩ là ồ nói như vậy có nghĩa là khoe, không phải, mà đó là trong nhà với nhau, bởi vì thánh nhân với nhau thì ok chỉ không sao hết. Và nói để giống như bà có trong nhà mà có cái đồ quý mà đem ra bà trình lên nhà vậy thôi, chứ còn mình như chúng ta hiểu đó, hiểu nhìn chung nhà đọc Phật pháp chúng ta biết đó, thì có cái gì đâu mà để khoe hả. Phàm tâm là một chứng bệnh, thánh trí đó là thuốc chữa bệnh, lành để chữa lành cái căn bệnh đó. Mình bị tiểu đường mình mới học Phật pháp, mình mới tu vipassana, tu thiền quán để mình chữa cái bệnh tiểu đường đó. Khi bệnh tiểu đường hết thì mình trở thành thánh nhân, chỉ vậy thôi. Có ai mà đi lấy làm tự hào tự đắc vì tôi đã chữa xong cái bệnh của tôi, nếu nói một cách thông minh thì phải nói như vậy nha. Mình đang bị bệnh mình mắc gì mình đi khoe, thì là tôi đang bị bệnh, tôi đang uống thuốc. Cái chuyện mà người Phật tử mà tu học đó, chỉ là đang uống thuốc cho cái tâm bệnh của mình thôi. Còn cái chuyện mà mình đắc thiền đó, hôm nay phải nói cái thời này đó, cái người đắc thiền nó khó, nó hiếm. Chứ thời Đức Phật cái chuyện mà đắc thiền, cái chuyện mà có thần thông, cái chuyện mà đắc sơ quả đếm mỗi tay, đếm mỗi tay. Trong kinh nó có một cái lần đó có một cái vị Phạm Thiên suy nghĩ thế này, cái chỗ của mình chắc đâu ai tới được hết ta, cũng nghĩ như vậy đó, cũng nghĩ là chỗ của mình chắc không ai tới được đâu, chỉ có phải cái đẳng cấp như mình và mấy ông Phạm Thiên giống như mình mới tới đây được. Thì khi bỗng nghĩ như vậy đó thì Đức Thế Tôn lập tức có mặt ngay trước mặt mà ngày ngồi trên phía trên đầu không. Thì ngay lúc đó đó thì ngày mình cùng đi mình mới suy nghĩ Thế Tôn đang ở đâu, và với cái sự chiêu cảm của Thế Tôn lập tức ngày một liền nghĩ đến Thế Tôn. Điểm đặc biệt giữa các bậc thánh mà cao cấp với nhau có một sự tương thông như vậy. Thì khi mà Đức Phật này thực hiện cái chuyện như vậy đó, thì lúc đó giữa ngày có một sự tương thông với Phật Môn Quyền Liên. Thì khi mà lúc đó Ngài Môn Quyền Liên mình suy Thế Tôn đang ở đâu thì Ngài biết như vậy, Ngài mới xuất hiện ở trên cái phòng thiên. Ngài Đức Phật ngồi ở trên và bốn góc là bốn vị thánh nghe không. Thì lúc đó Ngài cao nhất mình mà Ngài Maha Kassapa Ngài cũng suy nghĩ Thế Tôn đang ở đâu. Đấy. Rồi Ngài Maha Kappina Ngài cũng suy nghĩ Thế Tôn đang ở đâu.
và ngài Anuruddha cũng suy nghĩ là Thế Tôn đang hạ độc, tổng cộng là 4 vị. Ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp, ngài Anuruddha và ngài Maha Kapina. Đây là 4 vị độc đáo. Ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất về thành bông, ngài Ca Diếp là đệ nhất về đồng đà, ngài Anuruddha là đệ nhất về thiên nhãn, và ngài Maha Kapina là đệ nhất về huấn tăng. Huấn tăng, huấn tăng có nghĩa là ngài là số một các vị tỷ kheo về cái khả năng mà thuyết pháp trong chuyên tâm, thuyết pháp cho cư sĩ thì ok, nhưng mà ngài Maha Kapina là vô địch. Có nghĩa là một lần mình hành thuyết pháp như vậy mà chứng đắc A La Hán 1-2 ngàn tỷ kheo là chuyện very bình thường, đặc biệt như vậy. Khả năng thứ này của ngài là đặc biệt, ngài là vô địch về khả năng đó. Có nghĩa là chư tăng mà đông là Đức Phật hay đề nghị ngài Maha Kapina thuyết pháp, lạ lùng những cái hình ảnh của ngài chư tăng thích. Mà ngài thật ra đó là ngài xuất hiện, ngài xuất thân là một ông vua, và Đông Kinh còn mô tả rõ đó là ngài là người gầy ốm, người gầy ốm. Và nói thân mình là giống như thiếu máu, bởi vì có một lần đó ở tại chùa Kiền Viên, Đức Phật đang ngồi với chư tăng đông đảo, thì thấy ngài Maha Kapina đang đi đến, thì mới hỏi là này các tỳ kheo, các ngươi có nhìn thấy cái vị tỳ kheo mà gầy ốm mà có gương mặt có cái làn da xanh xao đó hay không? Thì chư tăng nói bạch Thế Tôn, chúng con có thấy. Đức Phật thì vậy rằng này các tỳ kheo, đó là tỳ kheo Maha Kapina, một cái bậc hiền trí, một cái bậc tiệm, một cái bậc lợi tuệ, đại tuệ, tiệm tuệ, có nghĩa là một cái bậc có trí tuệ sâu rộng, bén nhạy, một bậc hiền trí, người ta đang được. Và một cái người được Phật tán thán thì không phải là chuyện dễ nha. Các ngươi có nhìn thấy không? Nhìn thấy Maha Kapina, đó là một vị đại hiền trí, một vị đại tuệ, tiệm tuệ, quán tuệ. Ngài Maha Kapina là ngày đơn giản đến với đạo vui lắm. Ngài đang là một ông vua, rồi có mấy ông thương buôn á, thương buôn đời xưa nó buôn bán đem hàng hóa từ chỗ này qua chỗ kia, thì ông đem cái chuyện lạ đến này, ông kể chỗ kia là chỗ kia, ông đem chuyện lạ đem kể là chỗ này. Thì cái lần đó ông đến cái xứ của ngài Maha Kapina đang làm vua đó, ông đem hàng hóa qua cho vua, rồi vua mới hỏi là cái chỗ đang có cái gì lạ gì ngộ, thì ông nói đó có Đức Phật ra đời. Thì ngài Maha Kapina vừa nghe nói đến Maha đến chữ Phật thôi, thì ngài quyết định nó không đủ rồi, quá đủ rồi, làm vua đó là đủ rồi, nghe tới chữ Phật là ông chịu không nổi nữa, ông quýnh lên rồi, ông bỏ hết, ông dắt theo 1.000 tùy tùng đi xuất gia. Và Đức Phật biết như vậy cho nên ngày chờ đợi bên một cái bờ sông. Thì ở đây chúng ta đang nói về cái trường hợp thứ nhất, đó là giới lực, cái đời sống giới hạnh đó là làm cho người ta không có già như vậy, sống lâu chỉ trở thành đồ cổ chứ không có thành đồ cũ. Và thứ hai, sống với niềm tin và cái thiện là một đời sống đẹp nhất. Và cái thứ ba, nãy giờ tôi lo những chuyện mênh mông hết giờ tôi rồi. Cái thứ ba đó là cái vật báo trên đời là gì, đó là trí tuệ. Cái vật báo ở đây trong kinh gọi là chữ Aratthana, là vì sao? Là vì phải nói cho nó cùng một chút thì thiện pháp nào cũng là quý hết, nhưng mà ở đây khi mà người trả lời cho cái người này nè, thì người thấy phải trả lời là trí tuệ thì nó mới thích vừa ý cái người này nha. Tuy nhiên cũng phải nói thêm, trí tuệ chính là nguồn của các thiện pháp khác. Là vì sao? Là vì phải nói chính cái trí tuệ đó nó là cái phương tiện để mình nâng cao đức tin của mình mở rộng đào sâu cái đức tin của mình nha. Chính cái trí tuệ đó nó mới cho phép cái kham nhẫn này, cái từ tâm này, cái hành xả của mình nó được phát triển thêm. Phải nói trí tuệ đó là cái gốc của các thiện pháp là như vậy đó. Thì cũng có chỗ nói rằng á, cái niềm tin nó là cái nền của thiện pháp, đúng, bởi vì không có cái nền, không có niềm tin thì có được cái gì. Tuy nhiên phải nói cái thiện pháp mà đẻ ra những thiện pháp khác chính là trí tuệ.
Bởi vì chính trí tuệ nó mới cho mình cái cơ hội, chính trí tuệ nó cho mình cái cơ hội để mà phát triển những thiện pháp khác. Cho nên đây là lý do tại sao mà Đức Phật dạy trí tuệ là cái vật báo, là cái báo Phật ở đời. Và cái cuối cùng á, tức là cái công đức, là cái người ta không có cướp giật được nhiều lắm, trong kinh nhiều câu chuyện lắm. Mà việc tôi nhắc lại thì tôi không muốn, đã lâu lắm rồi tôi không có thích, không có hào hứng trong cái chuyện mà kể những cái câu chuyện nó mang cái tính huyền thoại. Bởi vì nó có thể gây cái phản cảm ấy. Thì cứ học đạo một thời gian mình sẽ thấy những chuyện nó bình thường. Bình thường đây có nghĩa là sao? Bình thường đây có nhiều cái chuyện người ta hỏi tôi chứ sư có tin chuyện đó hay không, thì tôi nói thế này: tin hay không thì tôi khó nói lắm, nhưng mà tôi chỉ có thể nói rằng chuyện đó nếu có thì không có gì lạ. Đó là cách nói sau này của tôi. Khi ai hỏi tôi những chuyện huyền quặc như vậy, nó hỏi sư có tin hay không, thì tôi trả lời như vậy. Tôi nói là tin hay không thì tôi không có nói dứt khoát được, nhưng mà tôi chỉ có thể nói rằng nếu mà chuyện nó có đó, nếu mà cái chuyện nó có thì nó không có cái gì mà nó lạ hết. Thì cái thứ tư ở đây tức là cái công đức là khó cướp đoạt, làm sao, tức là cái phước của mình á, cái số mình hưởng được, cái đó là người ta lấy có được nha. Chạy quanh rồi đó, các vị không biết, các vị có tin không, cái tôi tin chuyện này. Người ta nói người tìm của, nhưng mà tôi tin với cái là của nó tìm người nữa quý vị, cái đó nó có nha. Người tìm của mà có đội của nó tìm người, tức là tự nhiên mình không có tranh giành gì hết, nó tới với mình bất chiến tự nhiên thành nha. Tôi vừa nhận đến hai cái ví dụ mà kỳ lắm, tôi không nói, mà tôi chỉ nói là tôi thấy trong đạo lẫn ngoài đời đó, nó cũng có trường hợp đó, có nhiều cái ghế, có nhiều cái vị trí mà bao nhiêu người tranh giành đó, không được, mà cuối cùng nó lọt vô tay một cái người phải nói là cực kỳ đơn giản, cực kỳ hồn nhiên, chất phát, vô tư lự, ngồi không tự nhiên được. Còn mà mình giang hồ, mình sắc sảo, mình khôn lanh cho lắm, thì cuối cùng thì cũng là chắc quá không được gì hết. Cho nên cái quan trọng nhất chính là cái công đức, hãy có cái phước rồi thì của mình không ai giành được hết. Tôi mới nhớ tôi có coi Vương Tàu có một câu này hay nè, là cái anh sinh viên này ảnh người ảnh chất phác hành hạc lắm, mà anh có một cô bạn gái thiệt là đẹp, và bao nhiêu cái chàng trai sinh viên trong trường này cứ rắp rành bắn tỉa mà chắc quá không có thành công. Mà cái cô kia thì cổ hồn nhiên, cô ai nhờ cậy gì cũng giúp đỡ, thậm chí cô còn từng tới nhà của những người bạn bè để cô giúp đỡ, và có một vài lần cô suýt trở thành nạn nhân của cái harassment nữa, của cái sách nhiễu nữa. Cô tốt bụng như lắm, mà anh bạn trai thì không có ghen. Thì mấy anh chàng kia hỏi tại sao, tôi thắc mắc tại sao mà mày hay như vậy, bạn gái mày đẹp như vậy mà cũng ghen. Thì anh trả lời thế này: nếu là của mình thì nó không có mất, mà nếu nó dễ mất thì nó không phải là của mình. Đúng, nó giống như cha hương trúc của mình trong tim bắc bộ vậy đó, tức là tự nhiên nghĩa là hưởng, tự nhiên nghĩa là làm cung chủ tiên giao. Mà trong khi đó là mình thấy cái gì của ta mà coi như là điền bá quan đó, là coi như cả đời nó cũng được vậy hết. Đại khái như vậy. Thì này khá y chang như vậy đó, tức là cái gì của mình thì nó không có mất, mà cái gì dễ mất thì nó không phải là của mình, mà nếu nó không phải của mình thì tại sao mình lại sợ nó mất. Cái câu rất là hay: cái gì của mình thì không sợ mất, mà cái gì dễ mất thì không phải là của mình, mà nếu nó không phải của mình thì tại sao mình sợ mất. Và còn kết một câu rất là hay: nếu mà nàng là cái người dễ mất như vậy thì có gì là đáng tiếc. Mà cái người dễ mất như vậy đó, mà nếu bị mất là mình phải mừng, để mình được quẩn, mình được rảnh, mình kiếm cái mối khác nó đàng hoàng hơn. Cái thê thảm nhất trên đời này là mình vẫn tiếp tục ngủ chung với một người đông sang dĩ mặn. Cái đau lòng nhất là nàng ở bên mình mà vẫn gọi thầm tên cái thằng cha hàng xóm, đó là cái đau lòng nha. Cho nên nếu là của mình thì không sợ mất, mà nếu mất thì không phải của mình, mà nếu không phải của mình thì tại sao mình sợ mất. Nghe nó giống như nó quề vốn, mà ngẫm nó cũng cao siêu. Có một lần đó ở tại Dù Kỳ Viên, Đức Phật hỏi chư tăng về chư này các tỳ kheo: nếu mà hôm nay những cái rừng cây ở Chùa Kỳ Viên này bị đốn, các ngươi có buồn không? Cái bài kinh này nó mở ra cho mình một vấn đề rất là lớn, đó là cái tâm tình của chư tăng ngày xưa đối với chùa miếu nó khác bây giờ nhiều lắm, nhiều và nhiều lắm.
từ chỗ đó mới có bài kinh này. Thì này các tỳ kheo, nếu mà cái rừng cây trong chu kỳ biên này bị đốn phá thì các ngươi có buồn không? Thì các vị tỳ kheo đó là bạch Thế Tôn, chúng con không buồn. Đức Phật hỏi vì sao? Các vị tỳ kheo nói rằng đã tại vì chúng con không nghĩ rằng đó là của mình. Đấy, không phải các vị sống thiếu trách nhiệm, không phải, nhưng mà các vị đang nói một sự thật, không phải của mình thì mắc gì mình buồn. Thì Đức Phật ngày mới kết thúc một câu thế này: cũng vậy này các tỳ kheo, sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn không phải là của các ngươi. Mà nếu mà nó không phải của các ngươi thì mắc chi mà vì đâu mà các ngươi lại khổ tâm khi mà chúng không được như ý muốn của mình. Cái này các tỳ kheo, cái gì không phải của mình hãy lìa bỏ, hãy nhàm chán, hãy ly tham, mà nhờ vậy các ngươi sẽ được an lạc. Cái câu này rất là quan trọng. Cái câu này chúng tôi đã đọc mấy chục năm về trước nhưng chưa thấm, mà bây giờ càng già càng lớn tuổi thì thấm đúng. Cái gì nó làm khổ mình thì cái đó nó, nếu mà nó rốt ráo nó phải là của mình, mình không thể điều khiển được nó, nó là vô ngã. Hãy sống bằng một tâm trạng khách sáo đi. Thì chúng tôi có chủ trương một pháp môn khách sáo, có nghĩa là hãy giữ một khoảng cách tối thiểu đối với tất cả những người, những vật nào mà mình thương thích thì nó bởi khổ. Bởi vì chưa gì hết mà từ cái chỗ mà mình mới gặp người ta mà mình thấy người ta dễ mến mà mình nghĩ đó là bạn với mình đó, hoặc là mọi người mà mình sẽ liên lạc, sẽ quan hệ, thì coi như cái khổ nó đã được manh nha, nó được khởi sự rồi đó. Trong khi nó cứ tiếp tục xem họ là người khách bên đường, bên đời của mình thì mọi thứ ok hơn. Cho nên ở đây từ cái này nó dẫn đến một cái khác, dẫn đến một cái ý khác, dẫn đến ý khác. Đó là cái gì của mình thì nó không có mắc, mà cái gì nó dễ mắc thì nó không phải là của mình. Mà nếu đâu mình mà không phải của mình thì mình càng có cái lòng sẽ mất thì mình chỉ càng khổ mà thôi. Cái câu kinh là câu, cái câu như vậy đó. Thấy một, nhìn một mà thấy mười thì nó mới sâu, mới rộng được. Ok, tụi ta bị hết giờ của tôi rồi. Xin hẹn các vị ngày mai. Xin đảnh lễ chư Tôn Đức.